Hello. Đây đưa con cho em mau lên. Đây. Hello. Hello. Dậy đi, mau lên. Dậy. Dậy mau lên. Ra đi ngủ. Anh mệt anh không phải dậy cho tôi hỏi nè. Dậy. Mắt áp đi, bữa nay mệt quá. Có bữa nào đi trơn, bữa nay mới được. Dậy đi mau lên. Bữa nay tôi hỏi nè, phải trả lời đàng hoàng nha. Nếu không trả lời đàng hoàng á, anh biết tay tôi đó. Có mèo mở gì thì ra ngoài đường đi. Ngày nào cũng phone tới nhà, tôi bực mình muốn chết luôn nha. Ngồi dậy. Nè, anh ngồi dậy. Ngồi dậy mau lên. Ngồi dậy cho tôi hỏi. Anh hẹn với con nào mà đêm nào nó cũng phone tới kiếm anh vậy? Ngủ ơi, ngủ rồi. Mệt hả? Anh làm cái gì với nó mà anh mệt? Hả? Làm gì? Vẽ mệt thấy bà nội luôn. Vẽ? Anh vẽ nó mấy cái? Mệt đến nỗi mà ngủ á, không có tắm rửa gì hết trơn á. Người ngợm có kìa. Trời ơi, vô hay ha. Mà hôi rinh á. Tôi đi ngủ bằng mắt dài trên giường tôi ngủ. Tôi là họa sĩ mà. Đi vô dơ vậy mới được chứ. Tôi sạch quá, tôi nói quả sĩ ế, đói rồi bà. Ngày nào tôi cũng nấu cơm hết trơn á. Tôi sống ăn đi, mà thang đói. Đang sáng tác nghệ thuật, ăn gì? Chứ không phải chê tôi nấu dở không ăn. Cũng biết nữa. Tại sao hai mẹ con mẹ nấu ngon quá, bà nấu dở ẹt. Chừng nào bà mới nấu ngon cho tôi ăn đây. Chừng nào mà anh làm nhiều tiền như ba của tôi đó, ha, không có làm ra đồng xu cất bạc đồ ăn cho ngon. Mình đừng có khi dễ tôi mà. Tại tôi chưa gặp thời thôi. Tôi làm việc ngày đêm mà thấy không? Sáng tác miệt mài đêm quên ăn ngày quên ngủ quá bà. Đúng rồi, tội nghiệp quá hà. Đêm làm sao ăn, ngày làm sao ngủ. Làm việc nhiều quá tại sao không có đồng xu cất bạc nào đi. Anh bước qua nhà chị hai cái bên coi. Nhà của chị đó hả? Toàn là đồ mắc tiền không hả? Nhà mình cũng mắc tiền không chứ. Ba cái này mắc tiền cái gì? Tháng trước chị mới mua chiếc xe Lexus mới tuần. Tháng này hả? Có cặp hột xoàn 2 gara 9 nữa. Rồi bà còn có một cái nữa sao bà không nói luôn? Cái gì? Có ông chồng già khằng á. Có chồng như vậy càng già càng tốt. Càng già thì càng mau chết tôi hưởng gia tài. Như bà nói được. Tôi sao? Tôi chỉ ao ước một điều đơn giản à. Hãy chị hai bên kia chỉ có cái gì á thì anh làm ơn á, anh cho tôi cái đó là được rồi. Có chứ. Cái gì? Thì chỉ có bầu bà cũng có bầu. Bà muốn nữa không? Mà đẻ xong rồi tôi cho bà thêm mấy cái bầu nữa. Đồ vô duyên. Tôi nói chồng người ta làm ăn giỏi kìa. Anh làm ơn á, bắt chước ổng giùm tôi đi. Bắt chước ổng ha? Ừ. Rồi, ổng đang cặp với 7-8 bồ nhí rồi, bà muốn tôi cặp mấy con. Ê, thấy chưa? Hả? Không đánh mà khai nha. Anh đang cặp bồ với con ngựa nào anh nói tôi ra nha. Hả? Con Hương hay là con Lan? Con Hồng? Nè. À đúng rồi, con Hồng. Lúc mày tôi thấy anh vẽ hình nó hoài à. Nói gì ra, anh cặp bồ với nó phải không? Quậy tụi bà, người ta mướn rồi tôi vẽ hình chứ không lẽ vẽ hình là cặp bồ. Tại sao anh vẽ hình nó hoài vậy? Thì người ta mướn tôi mới vẽ. Mướn cái gì, tại sao không vẽ hình ngoài phòng khách đi? Vô phòng ngủ vẽ làm gì? Có họa sĩ nào mà đem hình vô phòng ngủ vẽ không? Có không? Có. Ai? Tôi. Cãi tôi nữa hả? Bà mới còn cãi với tôi á. Tôi sao? Nhà mình có mấy phòng? 2 phòng thôi. Tự nhiên bà cho cậu bà mướn cái phòng làm vẽ của tôi, rồi kêu tôi dọn đồ ra phòng khách vẽ. Vẽ gì được mà vẽ? Cậu tám của bà đó. Cậu tôi sao? Dạ khăn mà còn dê. Đi ra đi vô cứ dòm dòm hoài. Ai biểu anh vẽ thành sexy kia cho ta dòm. Mày dòm cục cưng của ông ghen phải không? Ghen rồi nào. Thì cậu của bà dòm đâu có bình thường. Sao không bình thường? Ông dòm cái mặt ông dê lắm mà biết không? Trời ơi, ông dòm người mẫu tôi mắc cỡ, nhúc nhích cục kịch hoài, làm sao tôi vẽ? Tôi không có làm việc được. Tội nghiệp quá vậy. Ở ngoài làm việc không có được, cho nên anh mới dọn vô đây nè, cho dễ làm việc phải không? Dễ làm việc. Tôi có gì đâu mà bà nhéo tôi dữ vậy. Tôi đi làm cả ngày hả? Có một mình anh với nó ở nhà, mà anh vẽ hình sexy nữa, cái phòng kính mít gì nè, nè thấy chưa? Còn có cái giường nữa. Anh làm cái gì với nó tôi đâu có biết đâu. Khi dễ tôi quá vậy bà.
Bộ mỗi lần vẽ tôi phải làm vậy hả? Đâu có. Lâu lâu một lần. Bà coi thường tôi quá đi. Tôi là họa sĩ có lương tâm mà bà. Lương tâm hả? Lương tâm cái con con gì? Con khỉ. Tôi từng ngồi trong vẽ nè. Tôi ngồi kiểu nào á, ông cũng đâu có chịu đâu. Cái ông sửa. Con người ta con gái mà. Ông sửa thằng chỗ độc không mà. Sửa riết thấy chưa? Cái bụng tôi thè le nè. Tại lúc đó tôi bầm bọt. Tôi ngu tôi mới lỡ dê bà. Bây giờ tôi khôn rồi bà ơi. Chứ lại già rồi. Già hả? Già không biết ăn cơm sao? Ông nào cũng vậy hết trơn á. Chứ vợ mình thì nói tôi già rồi, không còn sức đâu nữa mà quậy. Nhưng mà gặp gái thì khác nha. Em ơi, tuổi anh tuy lớn nhưng mà hồn anh còn trẻ. Nhưng càng già thì càng cay. Già như anh á, người ta gọi bằng già dặn kinh nghiệm biết chưa. Kinh nghiệm đây mình nè. Alo. Hello. Trời ơi. Rõ ràng rồi. Trời ơi trời. Ôi tôi khổ quá. Trời ơi. Gì vậy? Gì vậy? Ai gọi bà vậy? Con Hồng của anh chứ ai? Cái gì con Hồng hả? Anh ác lắm mà. Anh làm cho nó có bầu rồi. Bây giờ cái bầu hành nó ói mửa. Nó ngủ không được cho nên nó phone tới đây nó kiếm anh. Gì? Cô Hồng dám nói với bà vậy hả? Nó mà dám nói vậy hả? Tôi xí sớm nó ra liền á. Vậy chứ nó nói gì với bà? Nó không có nói cái gì tôi mới tức chứ. Không có nói gì hết sao bà biết người ta có bầu? Sao không biết? Nó không có bầu tại sao nó nghe tiếng của tôi nó sợ nó cúp phone. Trời ơi, bà ghen riết rồi bà điên rồi. Ông Bình nó chửi tôi điên phải không? Ông mê nó quá rồi mà. Tôi mê nó rồi nè không? Ông không mê nó tại sao ông vẽ hình của nó hoài vậy? Không lẽ vẽ bà? Trời ơi, tôi biết mà. Bây giờ ông chê tôi già, tôi xấu, tôi ốm không? Nè, cái body của tôi đó nó bị oval rồi, vẽ không được nữa. Chứ hồi xưa thì ông nói khác rồi nha. Ông nói tôi á là người mẫu tuyệt vời của ông. Ông sẽ vẽ tôi suốt cuộc đời. Bây giờ nè, người mẫu tuyệt vời nè. Sao ông vẽ đi? Hả? Sao ông vẽ tôi đi? Hả? Vẽ hình bà. Trời ơi, sợ không ai mua hết trơn. Sao ai biết người ta không mua? Không, tấm hình này nè. Tiêu đây, đây nè. Đó, nói đây nè. Nè, cái này người ta hỏi mua quá trời, tại sao không bán? Trả rẻ, lỗ vốn không bán. Vốn bao nhiêu mà lỗ? Tôi tính cho anh nghe nè. Miếng vải 20, cái khung 50, màu vẽ tôi cho 30 đi. Tổng cộng 100 đô hả? Người ta đòi mua anh 1.000 đô. Anh lỗ hay là anh lời 900 đô? Lời 900 đô hả? Rồi vốn tôi cái áo bà bận là 3.000 đô, sao bà không kể? Hả? Tôi dài lú qua có chút xíu vậy là 250 đô mà bà không kể. Còn căng da mặt cắt bụng mỡ mua son mua phấn mà đánh tùm lum hết 2.000 đô của tôi nữa. Bán ở mặt 1.000 đô hả? Tôi lời 900 đô hay là lỗ 4.250 đô? Ai biểu không? Ông vẽ tôi ngồi trong cái lâu đài sang trọng, cho nên tôi mới mặc bộ đồ xứng đáng chứ. Rồi bà có ngồi trong cái lâu đài này cho tôi vẽ không? Hay là trời nóng nực bà phải dởn bộ đồ dày cui ngồi trong cái nhà nhỏ xíu này mồ hôi đổ ròng ròng cho tôi vẽ? Hả? Ai biểu ông nói trước làm chi? Nói vậy. Tôi là họa sĩ. Họa sĩ chứ không phải thợ chụp hình. Chụp hình á thì muốn làm sao phải có y vậy mới chụp ra được tấm hình. Còn tôi không cần. Tôi chỉ cần vẽ cái mặt thôi. Còn quần áo tôi muốn cho bẩn cái gì cũng được hết trơn á trời. Vậy mà bà còn bà đặt đi mua cái gì? Cái gì hai cái cục gì? Trăm mấy bạc độn vô cái chỗ này nữa. Tôi nói rồi, tôi muốn nó bự cỡ nào là nó bự cỡ đó, mà tôi muốn nó nằm ở chỗ nào là nó phải nằm ở chỗ đó. Tài giỏi quá, tại sao không vẽ tôi đi mà đi vẽ mấy con quỷ cái làm cái gì? Con nào con nấy hả? Xấu quắc à. Cái gì? Người ta đẹp vậy là xấu quắc. Đẹp mà không có con mắt nghệ thuật bởi. Tôi mà không có con mắt nghệ thuật hả? Anh nhìn cho kỹ nha. Anh nhìn cho kỹ à. Đây nè, tấm hình của tôi với tấm hình của nó nè, anh coi đi. Hình của tôi á thì đâu ra đó. Còn con quỷ cái này nè, chán vô, mắt lột, cái miệng á hả bự như cái hố bơm này nè. Ngực á, một cái ở đây, một cái dưới lưng quần. Còn cần cổ á thì giống như là cái con á. Ê, hình nghệ thuật của người ta mà tả như quái vật ở hành tinh khác xuống vậy. Nếu mà ông tài giỏi như vậy đó, cần gì phải mướn người ta vô phòng kính. Khỏa thân ra, ông dòm cho kỹ rồi ông vẽ. Ông dòm cái móc áo này nè, ông vẽ cũng giống mà. Tụi bảnh tụi bá không à. Tôi nghe không được. Tôi nghe, để tôi. Bà, gì? Alo. Trời ơi, con quỷ cái này nó chọc tôi điên lên mà.
Mày không nói chuyện với tao hả? Được rồi, tao cũng không thèm thấy cái mặt của mày nữa. Không biết. Gì vậy? Tao có dùng cái phone rồi đây. Lãng cho bà. Tôi vẽ cả tháng trời mới được là tụi bà làm tay quay gì hết trơn rồi ngày mai lấy gì giao cho ông ta? Kệ ông. Nè, không thấy nữa, không thấy. Ê, của tôi. Hello. Rõ ràng à. Vừa ăn cướp vừa ra làng hả bà? Hả? Bài đặt đổ thừa nói con nào gọi phone cho tôi. Tôi hỏi bà thằng nào? Thằng nào gọi phone cho bà mà nghe tiếng của tôi nó cướp máy? Anh đừng có đặt chuyện mà ghen nhục với tôi nha. Hà, nhục danh dự tôi nghe. Danh dự cái con khỉ. Tôi hỏi bà thằng nào? Hả? Tình tứ với bà quá trời ơi, tôi nghe tiếng thở khì khò, tim đập bình bịch. Trời ơi, tôi còn nghe được cái mùi thuốc lá của nó nốt phì ra nữa. Xạo quá đi. Nghe phone ngửi được mùi thuốc lá. Bà câm. Thằng nào gọi phone cho bà? Nói. Tôi tức quá đi. Hả? Thằng tử tử này nè. Cái gì? Cái thằng khốn nè. Ê, ngồi giờ tính giết tôi phải không? Thằng khốn nè. À, đi theo trai phải không? Ngoại tình rồi, có chuyện với vợ phải không? Đừng có nói ngoại tình, bây giờ bà theo trai, bà âm mưu, bà muốn giết chồng phải không? Muốn bỏ nhà ra đi ha, không có đi vậy nè. Quậy cho bà coi nè. Quậy hả? Quậy hả? Đâu có sợ đâu. Tôi không dám quậy, không dám chọi bà hả? Bà tưởng không dám chọi bà hả? Quá nhà hả? Quá cũng má được vậy. Không sợ đâu hả? Quá nhà hả? Quá nhà hả? Nè. Cái gì? Rồi, tôi coi thằng nào mày biết tay tôi. Alo. À, rõ ràng đó bà, tình nhân nha, tình nhân gọi tới. Bà sợ quá mà bà sợ tôi biết được mà bà dục cho hư cái phone phải không? Alo. Không cho hả? Alo. Đây nè, ông nghe nè. Đồ khốn nạn. Con ngựa cái. Mày dám phone tới đây hả mày? Hả? Thằng chảy nít queo rồi. Cái gì? Nó chết rồi hả? Rõ ràng là tiếng đàn ông nha bà. Nghe chưa? Bà nói là thằng nào bà nói cho tôi nghe. Nói là thằng nào? Tôi đâu có quen cái thằng này đâu. Không quen hả? Nghe nè. Alo. Mày là thằng nào? Hả? Quen với vợ tao nào? Nói. Mày dám ăn nói với tao như vậy hả? Mày dám xưng tao với tao hả? Cậu Tám hả cậu Tám? Thì tao đây chứ ai. Cậu Tám. Trời ơi, tao khuya rồi, để cho tao ngủ sáng mai còn đi làm nữa chứ. Mẹ nấu cái tiếng ngái của thằng chồng bay thôi á. Đêm nào tao cũng phải tốn tiền phone, tao gọi qua 5-6 cú để cho nó giật mình, nó hết ngái rồi tao ngủ. Vậy là mấy cú phone mỗi đêm là cậu phone không á hả? Ờ à, thì tao á chứ ai. Ê, nó ngái lớn là tao gọi, nó ngái là tao gọi. Nếu không á hả, nó ngái suốt đêm mà làm sao tao ngủ được mày. Bây giờ thêm cái vụ giỡn giữa đêm khuya nữa. Trời ơi, vợ chồng ấy mất nết quá. Dạ, à, cậu Tám về ngủ ngon cậu Tám. Dạ, không có gì hết trơn á, tôi con giỡn hả? Cái bụng thề lẹ với bữa con giỡn. Còn mai tao dọn chỗ khác em ơi. Đó, con là chạy theo ổng qua bển này đánh ghen đi. Tại vì em nghe mấy cú phone á, em tưởng... Tưởng thì xích chặt trong khác à. Em thương, em mới ghen chứ bộ. Nếu em không thương thì em đâu có ghen đâu. Đừng giận mà. Để em đền cho. Đền gì, chính cam tôi đạp cho một cái là. Ây da. Ôi. Cái gì đấy? Ê, đừng có xạo nghe, tôi mới giơ cái chân gì tao chưa có bung ra mà la vậy. Nó đá tôi rồi, nó đá tôi. Tôi đá bài nào tôi chưa có bung cái giò ra mà đá. Không phải, thằng nhỏ nó đá tôi. Ủa sao đá vậy? Sao vậy? Đau quá rồi sao? Ôi. Trời ơi, nó tới rồi anh ơi, chắc đi đẻ quá. Ây dồi, đi đẻ. Rồi, đi nhà thương, Bây giờ. Bây giờ làm sao bây giờ? Con Tám ơi, thức dậy đưa vợ con đi đẻ, con Tám ơi. Rồi. Hết ngủ luôn. Con Tám ơi, 911 gọi số